Bọ ngựa hoa phong lan quý hiếm gần đây đã được tìm thấy ở Vân Nam, Trung Quốc. Sự xuất hiện của loài vật này đã khiến người dân địa phương và các nhà côn trùng học thích thú bởi vẻ ngoài cuốn hút và khả năng ngụy trang đáng kinh ngạc của chúng. Bọ ngựa hoa phong lan, thường được gọi là bọ ngựa hoa, được coi là một bậc thầy ngụy trang. Cơ thể của nó giống như một bông hoa phong lan với bốn chân giống như những cánh hoa màu trắng và hồng, cho phép nó hòa mình vào một cách hoàn hảo với môi trường xung quanh, khiến nó trở thành kẻ săn mồi đáng gờm đối với các loài côn trùng khác. Nó được gọi là bọ ngựa hoa phong lan. Nó là một trong những loài bọ ngựa đẹp và hiếm nhất ở Mantodia. Chúng tôi đã tìm kiếm thông tin liên quan đến loài này và đây là lần đầu tiên loài bọ ngựa này xuất hiện ở Ninh Nhi. Bọ ngựa hoa phong lan thường được tìm thấy ở các nước Đông Nam Á như Malaysia và Indonesia. Việc phát hiện nó ở Trung Quốc có ý nghĩa rất quan trọng vì nó chứng tỏ phạm vi sinh sống của loài này đang được mở rộng, đồng thời nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường sống tự nhiên.